Đây chính là con đường dẫn vào đường cây hoa gạo. Mình sẽ quay chậm lại để cho anh em tiện quan sát. Hello everyone. Today I am making a short video to introduce you all about a plant growing in Vietnam. Máy quay anh em đang xem là máy GoPro Hero 8 bản mới nhất. Mình đang để ở chế độ ống mắt cá, có nghĩa là nó góc rộng thì quay được nhiều cảnh hơn, nhưng cảnh nó sẽ bị lồi lên và biến dạng. And you are hearing audio from Google. Do not know through this Google Translate software. Can you hear me clearly? If there is anything to contribute in the translation, please comment below to let me know. The video you are watching is shot from a GoPro Hero 8 blank. I'm glad I just discovered the Google Translate software to interact with all my friends in the world because I don't know English. And through this app I can easily communicate with all friends in the world, painting and fine arts. Xin chào tất cả các bạn. Trong cái series mình đi dã ngoại ven đô, ven thành phố Hà Nội, trong cái mùa dịch này ở nhà nhiều, nó cũng hơi bế bách trong người. Mình cứ đi quanh quanh chỗ nào mà có cái cảnh đẹp thì mình quay. Thứ nhất là thưởng thức và sau đó lấy tư liệu để quá trình vẽ tranh. Đồng thời mình cũng sẽ ghi lại một vài đoạn video để giới thiệu với tất cả các anh em bạn bè trong nước và ngoài nước. Thì đây là một cái con đường khá nổi tiếng ở trên Google. Thế mọi người nếu mà cứ vẽ cái đường hàng cây gạo thì sẽ ra cái con đường này. Con đường này là trên cái con đường mà mình đi về quê. Nó tiện đường mình ghé vào đây luôn. Quay cho anh em xem. Con đường này thì nó nằm ở huyện Mỹ Đức. As you all know, today as in Vietnam and around the world there is an outbreak of COVID-19, so it is very limited to communicate with strangers. Thì con đường này cũng cách nhà mình cũng không xa lắm, khoảng độ hơn chục cây thôi. Thì hôm nay mình đến đây mình ghé qua. Thực ra cái con đường này xưa này là mình không biết, tại vì mình hay đi ra Hà Nội là cái trục đường khác. Cái trục đường này là người ta mới làm nên là bắt đầu mới đi tiện đường hơn, nên là mình đi đường này thì cũng đồng nghĩa với lại xem các anh em trên YouTube người ta review con đường này rồi thì mình mới biết. Thực ra là trước đây không biết con đường này, thì khi vào xem tìm hiểu thì rất là nhiều người về đây ghi hình chụp ảnh rồi quay phim rồi, nên bây giờ gần quê mình mà bây giờ mình mới phát hiện ra. Thì thực ra con đường này là một cái con đường dẫn ra cánh đồng, chứ không phải là cái con đường liên huyện hay là liên thôn. Đấy, từ nãy là mình đã đi từ ngoài vào, đi quay một đoạn video cho mọi người xem đi từ ngoài vào. Và đây trước mặt là cái con đường này, nó đi thẳng vào thì nó gặp một cái, đây là cái nhà tang lễ, bên trong thì mọi người nhìn thấy là nghĩa trang. Thì vừa hỏi em bé Trân Châu, em bảo là đi thẳng đấy là đi vào trong đồng, trong ruộng thôi, vào nhà dân là hết đường, chứ không phải là đường liên thôn. Đấy. Thì cái hàng cây gạo này theo như mình được biết thì năm nay không có hoa mấy, khả năng là nó già cỗi rồi, bắt đầu nó ít hoa, không nhiều hoa như các năm trước.
And here, please everyone follow me to learn about cũng rice có cây flower plants. Còn sai nhưng phần lớn là rất là ít hoa. And from this point I will stop dubbing the video. Xem các cái hình ảnh ở trên mạng and xã hội I want to know if your feedback on such voiceover is audible. Thời điểm của các năm trước nó rất là nhiều hoa và đẹp. And if you hear me, please cảm giác con give me đường the này rất là thơ mộng so mình I tò mò mình đến xem like tận nơi. Thank you. Thực ra là không được như các năm trước. Thực ra cây gạo này là một cái cây rất là đại diện, đại trưng, biểu trưng cho cái đồng bằng Bắc Bộ. Trong Sài Gòn thì chắc là cũng không có, tại vì liên quan đến khí hậu nóng. Cây này nó sẽ hợp với khí hậu hơi lạnh và nó chỉ ra hoa vào mùa lạnh thôi. Thời điểm này là chuẩn bị hết mùa hè rồi. Thì bao giờ, thời điểm này là hết mùa đông. Cái cây này sang mùa hè là bắt đầu nó hết hoa và bắt đầu ra lá. Thì trong giới mỹ thuật anh em mình rất là thích những cái kiểu thế cây mà nó khẳng khiu như này. Đấy, anh em nhìn những cái cành trạc nó vươn ra xong nó khẳng khiu, nhìn nó có thể cái gốc cây nó không được già cỗi như những cái cây cổ thụ như cây đa chẳng hạn, hoặc cây si, cây đề. Nhưng mà cái cành thì rất là tuyệt vời, đẹp, nhất là cái mùa này nó khoe cành, nó rụng hết lá rồi. Còn hoa thôi, nhìn rất đẹp. Để trong là anh em yêu nghệ thuật chụp ảnh rồi là bên mỹ thuật là nhiếp ảnh và hội họa thì những cái đối tượng những cái cây kiểu như này thì rất là thích. Thì con đường này khá nhiều anh em đi du lịch bụi, du lịch phượt là đến đây chụp ảnh rồi thì mình thấy công nhận là cũng là rất là đẹp. Đây mọi người quan sát những cái bộ cảnh đó. Hoa này còn gọi là hoa mộc miên anh em ạ. Đấy, hình như là cái cây này. Cái cây này hình như là sai hoa nhất của cây đường này. Đấy, phía bên kia có một cái nhà. Mới có phải nhà dân không? Còn ở ông nhìn cái góc cảnh rất là đẹp. Đây, quay một đoạn đường gần cho anh em nhìn cái cảnh nó vườn ra. Quay ngược sáng thì khả năng nó rất là khó nhìn. Quay video này không có chức năng zoom. Ngày xưa thì đối với tất cả những anh em ở nông thôn ý, thì không còn xa lạ gì đối với lại những cái cây gạo như này. Ngày xưa mình cái thời còn trẻ trâu ấy, anh em cũng trèo lên cái cây gạo này lấy hoa ăn, hoa còn nó ăn được. Cái nói chung cây gạo nó ăn được. Cái lá, cái cánh hoa và cái nụ của nó đều ăn được. Rồi sau đó là khi cái hoa này nó rụng xuống thì nó ra quả. Cái quả cũng ăn được luôn. Và đến khi nó quả nó già ấy, nó bung ra ấy, thì bắt đầu nó có những cái hạt. Và những cái hạt này nó nhỏ như kiểu hạt đậu, xong là nó kèm theo những cái cụm bông và nó bay khắp nơi luôn. Thì làm ra đấy cũng là cách để nó phát tán để nó sinh tồn. Cô ơi, cái con đường này chỉ đi vào trong nghĩa trang thôi đúng không? Ừ, chỉ vào nghĩa trang là cùng đấy. Là hết rồi. À. Vâng, nghĩ là hết đường rồi đúng không? Vâng. Vâng. Cái đường hàng cây gạo này có từ bao lâu rồi cô? Nhưng hình như cháu quan sát thì như mấy năm nay hình như nó ít hoa đi sao? Đúng không? Ngày trước thì nhiều hoa lắm. Đỏ rực nhìn thích lắm. Vâng. Vâng. Đúng rồi, cháu đang quan sát thấy ở đoạn giữa đường này là có cái cây này là nhiều hoa nhất. Đấy. Nó còn trẻ, cây này cảm giác nó còn non ấy. Nó nhiều hoa, các cây già cỗi như cây này thì cả không. Đấy. Đấy, cây này nó đang nở rộ là đẹp. Vâng, đây cây này mỗi cành không. Vâng, cây này cảm giác già này nhưng cái thế rất đẹp. Vâng, cũng có thể nó cũng giống như kiểu hoa đào ấy, có năm được năm không. Vâng.
Thì năm nay không có thì các sang năm các cây này lại có. Anh ngày xưa thì hay trèo lên cái cây gạo như này để lấy hoa. Nhưng mà trèo cây này thì rất là khó anh em ạ. Nó có gai. Nhưng mà những cây mà già như kiểu như cây này rồi ấy, thì là gai nó cũng ít đi, nó rụng đỡ đi rồi. Những cây gạo non cơ. Những cây gạo còn trẻ, còn non tuổi ấy, thì cái gai nó rất là rõ ràng. Nhưng cây này hình như là mình quan sát là không thấy gai mấy. Xưa mình thấy các cây gạo quê mình nó rất là nhiều gai. Như này thì là cũng có thể trồng. Nhưng mà nên trên cảnh thì coi chừng, trên cảnh các cái gai nó nhọn lắm. Trèo gạo là phải dũng cảm lắm mới trèo được. Đấy thì ở phía đằng kia còn mấy cây có nhiều hoa, mình sẽ di chuyển sang bên đấy để quay giới thiệu cho anh em. Mình vừa mới chuyển sang một cái máy khác, thì cái máy này nó có chức năng zoom để có thể zoom chi tiết một vài cái cảnh cho anh em quan sát cho nó dễ. Thì đối với anh em ở nông thôn thì cái cây gạo này nó không còn lạ lẫm gì. Nhưng đối với một số anh em ở thành phố hoặc là có thể trong Sài Gòn chẳng hạn cũng có thể là không biết cây này. Nhân tiện mình cũng review để giới thiệu kỹ hơn một chút để cho anh em cùng tham khảo. Cái máy thì mình không dùng gimbal, nó chống rung không được tốt bằng cái máy kia. Đến đoạn này thì mới có một số cây nó có nhiều hoa, còn cả một cái dẻo này là hầu như là ít này. Trời hôm nay thì nó trời dâm, nói chung là quan sát nó sẽ hơi khó. Anh em xem đoạn video này thông cảm, cái máy này mình lúc quên không để ý chỉnh lại ánh sáng ISO nên là nó biết là zoom có ổn không. Mà nó ngược sáng này. Đây mọi người nhìn thấy cả những con ong này. Đây mọi người nhìn thấy các cái tròn tròn đấy là những cái nụ. Ánh sáng nó chói mình không nhìn được, không biết là nó có nét không hay là nó lại bị ao nét rồi. Nên cái dãy này thì nó có một bên thôi. Bên này chắc là có thể nó chết rồi, còn người ta chặt đi. Thì đây là khu vực một số cây mình cho là to nhất. Cái cây thứ ba này là to nhất ở con đường này, già cỗ nhất nhưng cũng có hoa. Thì anh em có thể quan sát cây gạo nó. Nếu mà trong vẽ tranh thì mình lùi lại chút cho anh em nhìn thấy cây này. Cây này thì theo cái thế thì cũng không phải là cây đẹp lắm, nhưng về cái cảnh thì nó xum xuê. Đấy, cành gạo nó xòe rộng như thế và cái đầu cành nó rất là khẳng khiu. Nhưng mà cái cây gạo này bắt đầu mình nhìn các cành gạo mình bắt đầu liên tưởng đến một cái loại hoa ở Trung Quốc. Là một cái loại hoa ở Trung Quốc rất là đẹp nhưng mình tự nhiên mình không nhớ tên. Tự nhiên không nhớ tên. Cái hoa này mình cũng vẽ vài bức tranh cho khách rồi.
rất đẹp, hoa rất đẹp và cảnh nó cũng khẳng khiu đẹp lắm. Nó đẹp hơn cả cây cành gạo này nhiều. Hoa to. Hiện tại thì mình không nhớ tên được hoa đấy, nhưng nó rất giống một cái loại hoa bên Trung Quốc. Thôi có khi video thì giới thiệu về cái hàng cây gạo chắc là mình sẽ dừng lại ở đây. Đi tiếp xem còn có gì hay hay thì giới thiệu với anh em thêm nhé. Khu vực này là thuộc huyện Mỹ Đức, cũng cạnh cái chỗ mình vừa mới giới thiệu với tất cả anh em là cái đường hàng cây gạo đó. Từ đây đến tới đó cách nhau khoảng độ tầm 5-6 cây thôi. Thì đây chính là huyện Mỹ Đức, huyện mình đang sinh sống. Ở quê mình chứ không phải sinh sống, mình đang sinh sống ngoài Hà Đông. Rồi, huyện Mỹ Đức này thì giáp với lại ba tỉnh là Hà Tây cũ, hay bây giờ còn là Hà Nội ấy, và Hòa Bình, Hà Nam. Đấy, có nghĩa là vị trí mà ở Chùa Hương ấy là một con gà gáy thì có thể ba tỉnh nghe thấy. Huyện Mỹ Đức là một cái tỉnh rất là nhiều núi. Theo như mình quan sát ở vị trí này thì 3/4 nó bao quanh khu này. Đây nó gần như là một cái thung lũng. Đấy, nếu mà núi thì nếu mà không vướng những cái hàng cây này thì tít đằng kia góc các hướng tay mình cũng là núi. Xong sang tận đây. Thì đối với lại những người họa sĩ hay là những người mà yêu thích thiên nhiên hoặc khám phá thì những cái địa danh mà kiểu như có núi đồi nhiều với lại cả nông thôn nữa kết hợp với nhau thì là một cái nơi rất là lý tưởng để cho các anh em họa sĩ. Thì đằng đó cũng là núi đấy. Thì coi như là đây một con đường đúng không, thì mọi người đã thấy gần như là 3/4 nó bao quanh là núi rồi. Thì những địa danh kiểu như thế này thì mình sẽ đi sâu vào những cái khu vực trong ấy, thì sẽ khai thác được rất nhiều những cái phong cảnh của thiên nhiên và cả có những cái sự can thiệp con người vào rồi. Rất là hay. Rất là nhiều cái đối tượng để mình khai thác, mình vẽ tranh, sáng tác tranh hay là làm nghệ thuật. Kể cả những cái nơi mà quay phim cũng là rất là nhiều những cái góc quay nó lý tưởng. Đây như mọi người nhìn lên phía trước mặt này. Đây là có mấy cái nhà này, nhỏ nhỏ kiểu người ta làm vườn ao chuồng. Ruộng thì bây giờ người ta gộp vào hết. Sau đó là những cái người mà không thích cấy lúa thì bắt đầu người ta đào ao thả cá. Đấy, đấy là một ví dụ bên này nữa. Đấy. Là cấy lúa giờ nó không năng suất, người ta chuyển đổi sang các hình thức khác. Thì vị trí này là vị trí gần như là trung tâm của Mỹ Đức. Cái dãy núi này nó sẽ ăn liên hoàn với nhau xuống xuống tít từ kia. Khu vực hiện tại mình đây là nó là thuộc Chùa Hương. Chùa Hương nằm trong cái quần thể của gia đình. Có điều kiện nào nhiều thời gian hơn mình sẽ đi quanh ven theo những cái đường ven núi này để giới thiệu với mọi người cái phong cảnh ở quê mình. Với lại cũng là một cái chuyến đi chơi để khảo sát với lại tìm kiếm thêm những cái góc quay mới rồi là những cái bức ảnh mới để về có thể sau này mình dùng vào công việc sáng tác tranh. Thì đối với những anh em họa sĩ nói chung ấy thì nên quan sát, nên đi nhiều, xem nhiều và quan sát. Đấy như mọi người hay vẽ tranh sơn thủy, mọi người quan sát ạ. Núi gần, núi xa như nào, màu sắc nó thay đổi. Thì khi mình quan sát mình mới có một cái nhìn nó trực quan. Quan thì mình khi mình áp dụng vào trong tranh nó sẽ có chiều sâu và nó gần với tự nhiên nhất. Thôi cái video này thì mình cũng trên đường đi về quê thì ghé qua này. Thực ra là cái đoạn đường này trước này mình không có đi, đường này là người ta mới làm, mình hay đi đường khác. Thì đi qua đây thấy tiện, hôm nay trời nóng quang thì quay đoạn video để giới thiệu với anh em sơ lược về huyện Mỹ Đức. Còn huyện Mỹ Đức có rất nhiều những cái danh lam thắng cảnh, mình có thời gian mình sẽ review giới thiệu với tất cả anh em sau. Video mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào video sau.